chân chiên, trứng chiên, thịt nạc. It's good. No, please. Xin chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng vui sướng, vui sướng, vui sướng. Xin chào ông bà cô chú quay trở lại với nhà Thúy Yuri, Bon và Moon. Không có cô chị trên đầu em, sao lại có chị trên đầu em? Sao có chị trên đầu em bé? Không lại có chị trên đầu em bé đâu nhỉ, em bé. Oh. Hả? Ôi giời cái miệng kìa, ôi giời cái miệng kìa. Tắt điện rồi. Mi làm gì thế? Hả? Vivi. Xin chào Vivi. Vivi suối. Em Môn xin chào ông bà cô chú anh chị. Em Môn hôm nay tròn 6 tháng tuổi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi chị Môn tròn 6 tháng tuổi rồi. Baby 6 tháng tuổi rồi. Dạ em bé 6 tháng tuổi rồi. Bây giờ nhà Thúy đang đi uống cà phê ở một quán cà phê gần khách sạn, sau đó sẽ đi qua cầu tình yêu và sau đó sẽ đi lên chùa Linh Ứng và bán đảo Sơn Trà để chơi, bởi vì đã 4 năm rồi chưa quay lại chỗ này á, thì hôm nay dẫn Bon và em muốn đi cùng luôn. Tama ona kanamuna kavi Vietnami lần Tama kanamuna kavi Vietnami lần ở America nó cái này là cà phê trứng, còn cái này là cacao, cái này của Bon là cacao. Bỏ cái tay xuống nè, bỏ cái tay xuống nè. Ti. Bỏ tay xuống, bỏ cái tay xuống. Tình yêu à, quên, cá chép Hóa Rồng Đà Nẵng, các bạn đi qua cầu tình yêu chơi. Đây này. Và đây là chúng ta cầu tình yêu của Đà Nẵng. Điểm và ổ khóa tình yêu cho mọi người cần này. Có cần lên khóa khóa. Nhưng mà nhà Thúy thì không có ổ khóa ở đây tại vì tại vì Thúy và người yêu cũ khóa ở đây, khóa xong về chia tay cho nên là Thúy với Yuri không có khóa ổ khóa ở đây nữa. I told them that my ex locked in here and then after that we just break up then I don't want to have people in here with you. Thank you.
Xin giới thiệu với cả nhà, đây là ổ khóa xe đạp. Thì bạn có cái ổ khóa xe đạp, nhưng mà nếu mà khóa tình yêu, khóa làm cái này cho nó chắc này. Tại vì nó rất là nhiều vòng mà nó rất là to, cho nên là khóa tình yêu thì khuyên cáo mọi người khóa cái này chứ đừng khóa bằng trái tim. Cái này khó khóa hơn. Đó, lắp vô là phải dùng nha. Yuri đang bị ốm cho nên mặt rất là buồn và kêu là em đừng có quay anh tại vì anh nhìn rất là mệt mỏi á. Nhưng mà vẫn quay cho mọi người biết là Yuri về Việt Nam bị ốm, tội nghiệp. Đây là thị môn. Bán cá. William ơi. Con nhìn con đi nè. William, dắt cô đi xuống đi. Này cô, dắt tay cô được không? William, dắt tay cô được không? Ồ, bánh trứng này. Bánh trứng chiên. Trứng chiên, thịt. Bạn Bị hồng một chút này. Phở cuốn này, phở cuốn kìa. Không thích trứng. Trứng chiên à? Trứng chiên. Đây là bạn Dallas và bạn Mai. Hai bạn ấy có mở trung tâm tiếng Anh ở Đà Nẵng và là khán giả xem kênh YouTube của nhà Thúy và Duy. Thì hôm nay nhà Thúy có đi uống cà phê, đi ăn và sau đó sẽ đi lên chùa Linh Ứng cùng với Dallas và Mai. Thì trung tâm tiếng Anh của Mai và Dallas có dạy online và dạy trực tiếp, thì mọi người nếu muốn học có thể liên hệ Dallas và Mai nhé cả nhà. Anh thành lòng không? I'm learning Finnish here. Yeah. Thank you. Khó nhỉ? Không được là mẹ cũng không làm được đâu. Chú khỏe và chú không làm, làm sao mẹ làm được? Asking someone else to help. Nhờ cô giúp mở quả táo. Đang nhờ cô giúp mở quả táo. Đây mẹ không mở được, chú không mở được, bố không mở được. Tất cả mở. Funny how this speaks to him anymore. That's the response. Cái nào đâu con? Kia nó một bạn đi. À, mẹ thấy là màu đen đúng không? Cái màu phô màu đen đúng không? Kia nó một bạn đi. Kia nó một bạn đi. Mẹ thấy rồi. Không chịu ăn gì hết á. Mặt toàn tay không là tay à. Không chịu ăn gì hết, Bon không chịu ăn gì hết á. Mẹ buồn lắm. Ừ, có ăn đâu. Buồn lắm luôn á. Bây giờ nhà Thúy sẽ đi lên chùa Linh Ứng chơi. Bây giờ về mà chưa đi đâu được ấy. Thì sắp đi Sài Gòn rồi, cho nên bây giờ tranh thủ lên chùa Linh Ứng chơi. Thì mọi người cũng cảnh báo Thúy là quay video Việt Nam thì cẩn thận điện thoại và máy quay á. Nhưng mà ở Đà Nẵng thì nghĩ nó an toàn hơn nên là vẫn cứ quay thoải mái. Thế mà ở đây mọi thứ đẹp lành á. Ôi ôi. Đường lên chùa Linh Ứng rất là đẹp luôn.
ăn á. I feel like we're gonna get attacked. Oh, they're taking the flowers. Oh my god. Wow, nó ăn trộm hoa kìa. Hoa người ta đang để xem nó lấy luôn rồi. Oh. Oh no. Oh. Oh đừng, này, này. con khỉ nó giành đồ ăn kìa. Ôi dồi, lão dạ man luôn á. Mũ hiểm, đưa mũ hiểm cho bố. Bố ra bên đây. Thấy chú mới sợ. Sợ chú thôi. Cái gì? Giành đồ ăn lại. Nó đang hù con khỉ kìa. Kìa, có khỉ con kìa, Cho chị muốn xem á. I want to see the baby. Có khỉ sợ con không? Đi dọa khỉ buồn cười quá mọi nè. Nó sợ con quá. Khỉ đó hả? Dọa khỉ đó hả? Đó, khỉ lên giành đồ ăn ạ. Ôi, khỉ con nè. Ôi. What? Cái con này mất nên này, trả hoa cho người ta đi. Kìa, chàng luôn bảo bỏ hoa của tôi. Này, khỉ cắn mất. Sợ quá. Này, từng đây chụp. Mấy bà khỉ này láo lắm này. Sợ quá. Đây, thanh sâu hay ngọt, nó mang thanh sâu. Có khỉ con này. Sợ quá đi. Anh kia bắt con khỉ con Hùng rồi. À. Rồi đi thôi, đi lên nào, lên chùa nào. Biển xanh đẹp quá. Ui ui ui, ai ba. Thích lắm, nó thích có ai đua với nó lắm. Chú thắng rồi. Ui ui, nhanh. Yeah, món thua rồi. Trời xanh xong biển cũng xanh. Xanh ờ, xuất sắc luôn nha, chỉ là mệt mình thôi. Chỉ có mệt thôi. Đẹp quá. Giờ thấy đang ở chùa Linh Ứng, Đà Nẵng của bãi bụt. Và sau khi trở lại bao nhiêu năm thì khỉ nhiều hơn thôi. Mọi thứ thì vẫn đẹp như vậy nhưng mà khỉ nhiều hơn. Và view cũng vẫn đẹp như xưa, chỉ là đằng kia mọc nhiều nhà tầng quá so với trước đây, không có được như trước nữa. Và thế này là cũng làm bận rộn, thiên nhiên vẫn như cũ. Bia, cầu thang hơn mình, cầu thang rất là nhiều luôn. Moon ơi, Simon chào cô. Quá nhiều thứ lạ nhỉ, Simon này. À, đây là đường lên chùa Linh Ứng, sẽ có 3 cổng cho mọi người đi. Cổng chính và 2 cổng phụ.
William! 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 Nhà chị mà muốn chụp ảnh. Đây có một anh khỉ đây. Đây là Việt Quan Âm. Con khoái quá là dây dây nãy giờ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Lấy theo bố hả? Ăn táo đi, ăn táo cho bố kìa. Cái này táo Việt Nam á. Học cơ sẽ chim. Nhà Thúy đang ở chùa Linh Ứng và đang gặp khán giả của kênh Nhà Thúy ở đây. Hôm nay hai bạn dẫn Nhà Thúy đi chơi. Nhà Thúy đã đi ăn và bây giờ đang đi chơi lên chùa Linh Ứng. Em Bon rất là thích chú và chơi với chú nãy giờ luôn. Ăn táo ngon quá, cắn phải miệng. Cô chú cũng đang ở Đà Nẵng cho nên tiện đi chơi với Nhà Thúy luôn. Lên đây hôm nay thì hơi gió một chút xíu. Gió lắm cô chú à. Cô chú ơi gió lắm cô chú à. Nhưng mà không lạnh như ở Phần Lan. Còn ấm lắm. Ấm chứ không lạnh như ở Phần Lan tụi con đâu. Ngon hả con? Ngon không? William ơi ngon không con? Ngon không con? Bây giờ lo ăn mất rồi, không nói nữa rồi. A big chunk I bite off because I feel like it's like missing something. Oh, yeah. Too small. Bố cắn phải môi rồi. Táo ngon quá. Con phải bỏ thịt rác nha, không có ném vào đó nha. Yeah gì mà yeah. No, nhặt lại. Lần đầu ăn đó con, lần đầu ăn ăn mận. Ôi. Chua. Vô đưa cho mẹ nhé, hoặc là đưa cho bố thử xem kìa. Rồi, cảm ơn con. Dạ, không tiện. Hơi ăn táo hơn mày, táo ngọt hơn. Táo ngọt hơn. Apple. Táo. Cảm ơn quá, sợt quá. What was the name, Tăng? Táo. 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 Táo xanh. Táo xanh nhỏ. Táo xanh, khai đi con. Cho bố đi. Đó, Việt Việt Nam. Tâm on Việt Nam Y Lai nên lưu mù. Việt Nam Y Lai nên lưu mù. Cái này là Việt Nam Y Lai nên Omena. Việt Nam Y Lai nên Omena. It tastes the same like all the cherry apples and things that are not meant to eat that we grow in Finland. Yeah. Right, it's like an apple though, right? Damn apple. Oh. Damn apple. Mm-hmm. Cảm ơn chú chứ. Con nói sao? Con nói cảm ơn chú. Cảm ơn nhé. Cái đó của bố mà. Cái đó của bố. Gọi là có đi có lại. Của bố. Cái đó của mẹ đúng rồi. Ủa chú không có thì làm sao Bon? Chú không có thì sao nhỉ? Mời chú. Ngon. Ngon. Ngon không con? Ngon không? Ngon không nhỉ? Có ngon không? William ơi ngon không? William ơi ngon không? Theo cô chú hả? À? Ok đi qua cô chú, cô chú đằng kia kìa. Cô chú đằng này nè. Cô chú đằng này nè. Đó, cô chú kìa. Đến đi. Đó, đi qua cô chú đi. Birthday ở đây. Em ơi nhìn thằng Bon chị với nhá. Con kiền chú lắm rồi.
khỉ à, sợ quá. Nó là khỉ hả? Khỉ không không sợ con hả con? Nó không sợ hả? Cẩn thận nó cào vào mặt á. Cái này khỉ khỉ mẹ đúng không? Thôi chú sợ quá. Thôi. Chú sợ quá. Chú sợ chứ khỉ không sợ. Cẩn thận nó cào con nha. Nó đi kia rồi. Kia là cù lao chàm đúng không em? Em không biết nữa, em còn chưa ra nhưng mà chắc là thế á. Chị nghĩ đó là cù lao chàm. William ơi, đi đâu á? Thôi mình đi cạnh với nhau, mình đông người chắc nó. Em Mon đi sau bố đi, con khỉ nó cào mặt em ạ. Con đồ quên mất mình đi lên đỡ chỗ gì. Trời sao mà nó láo vậy chơi? Láo. Nhờ bên này họ có cho nó ăn hay không? Hay là nó đói quá? Mà đấy mà thậm chí là nói mình không được cho nó ăn đấy, cho đây này không cho động vật ăn nhé. Cho là nó sẽ quen đúng dịch rồi. Nhưng mà một số người họ vẫn cho nên đâm ra là họ thấy người mà thấy chú nó sẽ lại đói. Nó cho. Hừ quá. Khỉ hừ quá. Can you explain who? That's what I'm saying, it's like bad, right? They're saying the monkey's bad. Khỉ hư quá. Mắt nét chưa, bây giờ nó theo mình. Đó, đá lát, be careful. He follows you. She. Yeah. Đây là khỉ mẹ. Đúng rồi, nó khôn mà. Đúng rồi, đúng không? Nó khôn mà, khỉ này nó khôn đấy chứ. Mà láo quá đi. Nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Oh my god, he really got it though, didn't he? Yeah. Like that. William. Opina. Con khỉ. He cannot speak monkey. Refusing to say it. Bây giờ mình qua đó nè. Chỗ này hình như view đẹp hơn đó. Một cây mai này, đúng rồi, họ vặt lá mai chuẩn bị lên hoa nè. Mai vặt lá để ra hoa. Ở ngoài đâu? Ôi ôi. Ở ngoài quê em mọi người chơi Tết là chơi mai hay chơi đào? Đào gì? Lạnh. Ok, bye bye Jisoo. Where on the monkey? Khỉ đâu hay robot? Cô cho kìa, cô cho kìa. Con nói tiếng Việt chứ? Cảm ơn cô tiếng Việt chứ? Tiếng Việt. Mở cửa. Đúng rồi, cửa đây nhé. Con mở đi. Mama.
Lăn cái bèo. Nước mắt lưng tròng tại vì sợ bố lấy mất bánh. Ăn kìa. Don't, please. Anh điên hả? Không phải, bỏ đùa đấy, bố không lấy của con đâu. Please, don't do that. Stop anh, please. Con ăn hết cái trong tay đã, đói quá hả? Vừa đói và lâu lắm rồi không được ăn bánh này. Why you throw there? Qua ăn đi con. Cà. Sao bố lại bánh? Ăn đi. Bây giờ, bây giờ. À, vậy thấy thôi. À không. Ngon quá. Thèm bánh này bữa giờ mới còn ăn. Mà bố đòi lấy mất cái kia. Bố mua cho bố một cái và bon đòi hai cái luôn á. Muốn con có bánh hả? Muốn con có bánh ăn hả con? Em muốn. Em muốn không ăn. Để cho em muốn cái này nhá. Không. À, không được á? Em muốn. Ừ, ok. Em ăn rồi. Em muốn ăn khi nào mà ăn rồi? Em muốn ăn rồi. Em muốn đâu ăn đâu, em muốn chưa ăn mà. Nó muốn lăn ra ngoài đó. Ờ hả? Cho em chào quý sư. Chào quý sư. Bí bí sao? Chào quý bí bí sư. Lật bí bí vào, bí bí dơ chứ. Nằm đây dơ chứ. Em không thích đồ mũ đâu, thơm em thì thôi. Thơm em thôi. Ui. Ui. Thơm quá. Ui. Đừng có thơm em hả? Em không thích thơm đâu. Vivienta. Ôi. Thank you.